Xin chào cả nhà, hôm nay gia đình bé Ú sẽ dẫn các bạn đi tham quan ngôi nhà ở KD và Cyprus nha, và xem coi giá nó ra sao. Đầu tiên mình sẽ đến khu KD nha. Khu nhà ở KD, khu mới nè. Hôm nay vô coi phía trong sao, nó 1.600 square feet. Nè, chìa khóa nè con. Chìa khóa dễ thương đi chưa. Ở bên đây thì cởi dép kêu kìa. Vô đây là cái gì? Cái này là garage. Hai xe garage. Cái water heater. Có gạch. Cái này là cái gì ta ha? Không thấy mấy cái này nhiều lắm nè. Cái này nè. Rainbird. Cái này lên cái attic ở trên đây nè. Cái attic ở trên. Bằng gỗ. Quẹo tay mặt thì có cầu tiêu cho khách. Ồ, có luôn phòng tắm luôn. Thích thấp luôn. Còn nó bên đây là cái tủ, tủ giặt đồ. Nó cho luôn máy giặt, máy sấy luôn à. Ở đây là một cái phòng nhỏ. Cũng có cái tủ đựng quần áo. Ra đây cũng có thêm cái phòng nữa. Tổng cộng ở đây có 4 cái phòng. Phòng nhỏ nhỏ. Đi ra ngoài anh thấy cái phòng này có cái tủ. Để nhỏ lên. Nó nói cái dưới đây, cái cửa nó có cái đồ vent hay là cái filter gì đó, nó lọc cái không khí ở trong phòng nữa, rồi có ai ăn đậu nhiều quá. nó lọc được mấy cái không khí, hơi không khí. Ở bên đây là phòng khách hay là phòng ăn. Nó có luôn tủ lạnh luôn nè anh. Có luôn tủ lạnh, có luôn microwave. Yeah. 275.000 nè. Thuế là 3.38%. À đây cái phòng bự nè. Master ở đây nè. Cũng không có bự gì mấy. Nhỏ xíu à. Nhưng mà có cái cầu tiêu với phòng tắm. Với cái tủ đựng đồ cũng ok, cũng khá lớn. Ngủ được chui đựng lậu được một gia đình ở trong xe phòng không? Rồi còn ra ngoài sau sân đây. Sân nó có chút xíu hả? Cái sân cũng ok. Sạch sẽ hơn sân của mình. cũng được. Nhưng mà hai bên hông. Rồi căn nhà vậy đó, 275.000. Lúc mình coi nhà này thì họ để 275.000, nhưng lúc mình hỏi họ, họ bằng lòng bớt 20.000 nếu mình có thể close trong vòng 30 ngày. Thì bây giờ mình thấy trên mạng họ cũng để sụt còn 250 thôi. Hiện tại bây giờ họ khuyến mãi từ 18, từ bây giờ 18 tây tới 21 tây, mượn tiền với họ là 5.123%. Nhưng mà mình phải close trước 31 tây tháng 3. Khu vực ở đây là 62.5 đồng cho một tháng. Thì năm trại cũng khoảng 700 mà thuế mắc quá tới 3.38%. Thôi bây giờ mình chuyển hướng qua Cyprus, thì là khu hướng Bắc của KD. Ở đây mình thấy khu vực của họ chưa có cắt xong, cho nên mình có thể chọn cái mẫu đất. Rồi muốn căn nhà kiểu nào thì họ sẽ cắt cho mình. Thì giờ đây để coi xem nó ra sao nha. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào Eldon. Hôm nay có cái khu vực họ làm cái sự kiện cho dân đi xem coi nó ra sao. Thì ở đây là cái khu nhà nó mới mở,
Thì vừa được sự kiện và được xem nhà coi hôm nay nó ra sao nha. This is a new neighborhood. So they have an event today. So we're gonna see what it's like in this new neighborhood. This is the Doucette. That's awesome. So cute. This is where you get the balloons. Oh, there's the bubbles. It's too cold. Cái lò sưởi à. Ở đây là cái lò sưởi ấm nè. Đây những trò chơi con nít nè. Is that the snow in there? Let's go here. This is the Doucette. Nhà kiểu này nè. Kiểu Doucette. That was the garage? Wow. Wow. Here's the... Nhà kiểu mới nè, Doucette. Wow, đi vô. This is the phòng. Yeah, this is the garage. This is like a place cho mình để quần áo đồ nè. Watch out, watch out. Wow, cái kiến bự dễ sợ chưa? Wow. Thấy ai đây? I find these. Wow, coi cái phòng nè. Phòng họ trang trí đẹp ghê chưa? Ở phòng hơi nhỏ nha. Ở bên đây có cái tủ. Cửa nó cao dễ sợ, ông xã nói. Cao vậy mình mới qua đủ. Thường thường mình đụng đầu. Yeah, có cái phòng tắm ở đây. Cái bồn tắm với cái cầu tiêu. Wow, có chú chó ở đây nữa nè. Giống con chó nhà mình không? Yeah. Ờ, này giống chó nhà mình nè. Chó quang nó lại nhà rồi. Còn cái phòng này, phòng con nít trang trí. Oh wow, so. Wow. Ở đây có cái tủ nhỏ. Mà cao lắm. Cái nóc nó cao. Wow, đi ra đây thì có cái hallway giặt đồ, để máy giặt. Wow. Ở đây thì cái phòng để, wow, cái tủ để quần áo bự dễ sợ luôn. Wow, rồi đi ra cái phòng tắm nữa. Wow, cái shower bự dễ sợ, cái bồn dễ sợ. Mấy người vô đây tắm được ta? Mở đây. Hai cái luôn. Ngủ ở đây luôn đi, tắm xong. Another toilet over here. Wow, đây là cái phòng master nè. They call it the primary now, right? Yeah, không kêu master nữa mà kêu primary. Tại vì master có cái chữ không tốt, cũng như là nhân chủ vậy đó. Wow, có cái bàn đi vậy, làm đã luôn ha. Cái cửa sổ, 1, 2, 3, 4 cái cửa sổ. À. Hãy đi ra. Đi ra là phòng khách. Wow, có lò sưởi. Cái cửa patio đi ra ngoài nè. À. Wow, cái yard bự vậy hả? Ờ, cái yard không có, nó chưa có để cái hàng rào lên cho nên thấy bự chứ. Cũng nhỏ thôi. There's a fireplace, is it warm? Wow, it's warm, ấm à. Phòng khách với cái phòng ăn. Oh, đây là giá tiền nè.
Để coi nhà này nhiêu. Kiếm cái chữ Juset. Đi. Căn nhà này 4 phòng 2 cái cầu tiêu. 454.990. Wow. Hôm nay họ có cái gì á? Kêu bạn cái gì? Event cho ăn á. Cái sự kiện họ để đồ ăn cho tụi mình ăn. Wow. Ra bên đây có thêm cái phòng tắm nữa. Dễ cũng dễ thương dễ sợ. Cái này thì có một cái giòi thôi. cái phòng master nó có hai cái giòi lận. Đây thêm một cái phòng ngủ nữa. Cũng này cái tủ. Rồi. Đi qua căn nhà thứ hai. Can we go out this way? Nhà này là Jayton. Okay. Làm tuyết giả kìa. Okay, cũng cao, high ceiling. Cũng cái phòng cũng giống hồi nãy. Cũng có cái cầu tiêu, có cái tủ. There's more food. You want food? Oh. Mỗi lần mở cửa đó nó có cái máy nói mình mở cái phòng. Garage. Hai cái phòng máy giặt, máy sấy. Wow, they have a little nook here. Có một chỗ để ngồi. Ở bên đây thì có crackers and sandwich. Wow. Cái máy sưởi nè. Ngồi ăn hả? Bánh mì ngon lắm. That one grilled cheese. Wow, khỏi cần phải đi fast food. What's the name of this house? Này là 404.990. 405.000. Wow, this is a... Này là phải cái primary không? Is this the master? Có cái quạt ở trên đây, có cửa sổ, 4 cái cửa sổ lớn như sợ luôn. Đây là có 2 cái bồn rửa tay. Wow, cái nhà tắm. Cái shower. 2 cái giòi luôn. Wow. Ngồi luôn. Ngồi đến chi ta? Này cái tủ. Tủ cũng ok, không có bự gì mấy. Cái bếp ở dưới đây là sưởi. And then the stairs to go up. Cầu thang đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bước. This is the game room. Cái này chỗ chơi game. Ở đây là cái attic. Anh xuống. Yeah. Oh yeah. Qua bên đây có một cái phòng ngủ nữa. Cái tủ. Có cái cầu tiêu. Cái bồn tắm cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái màn lên cao dễ sợ luôn. Cái xài kiến to dễ sợ luôn. Cái phòng này thì có một cái cầu tiêu này. Cái phòng hồi nãy là có riêng cái cầu tiêu riêng. Cũng vậy luôn. Thì hai phòng một cái cầu tiêu.
Cái này là 405.000 nó căn này. Cái này là 405.000 nó căn này. Không biết mấy square feet ha? 2.500 square feet. Ok. Rồi mở cái cửa đi con, cho nó nói chuyện. Open the door so I can talk. Door open. Ring doorbell. Ok. Thôi thôi. Sweet treats. Ở đây có cái gì ăn ngọt nè. Nhà này là Kerrville. Hiệu Kerrville. Có mấy cái nhà xe, hai cái nhà xe ở ngoài. Cái này là phía bên ngoài. Welcome to the third house. Ok, nhà thứ ba. Oh, laundry room here. Máy giặt, máy sấy. Cái cửa chắc đi ra garage quá. Nó ra garage. Okay. Here's the kitchen. Cái nhà bếp nè. Oh, sweet treats over here. Ở đây là có bánh ngọt. Cookies. So you're the owner? Nice to meet you. Ở đây là cái phòng ăn với phòng khách. Họ nói đây là cái phòng với cái tủ. Hai cái phòng này thì có một cái cầu tiêu. Wow. Cái này chắc họ chỉ quảng cáo. Như ví dụ mình muốn cái cabinet nào thì mình chọn cái đó, nó có nhiều kiểu cho mình. Tại vì nhà nó chưa có cất thì cho nên mình có quyền lựa chọn muốn kiểu gì thì họ đưa cho mình. Đây là mấy cái kiểu rửa tay nè, cái giòi nè, mấy cái kiểu giòi nè. Thích kiểu nào thì họ gắn cho mình kiểu đó. Oh my goodness. Just rooms. Oh my goodness, did you say thank you? Thank you. How is it? Good. Ở đây là có bạn. Ở đây không có phòng sưởi, không có lò sưởi. Ở đây là cái phòng master, yeah, ba phòng. Ở đây cái bồn tắm. Ở đây thì cái shower không có sang như hai cái nhà kia. Nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ. Ở đây ai vậy? Nguyên gia đình ở đây luôn, ngủ đây luôn, phải đi đâu? Đây ngồi ở đây luôn. Cái tủ cũng nhỏ nhỏ thôi. Mình cần một cái phòng này là được rồi. All we need is this room. We're good. Cửa sổ cũng không có bằng mấy cái nhà kia. Coi nhà này nhiêu anh? Này là Kerrville, 3 phòng, 2 cái cầu tiêu, 331.000. Một lầu, nhà 6 square feet. Cái nhà Katie rẻ hả? Thank you. You are on the diet. Yeah. Buffets only. Still going to car. Khổ ở đây nữa hả? Có thể coi ai ở ngoài cửa hả? Có ai không? Oh, you can climb out. This can be a fire escape. Mm-hmm. In case the door is on fire, you open the window and escape. Got it? Hai chạm bốn lần. Now you know that's a good deal. Mm-hmm. Huh? That's HOA here, huh? Oh. I'm not gonna get that. Để gọi. Còn cái tiền phí của khu vực đó là tới 1.150 một năm lận. $1,150 for HOA dues. Được cái là thuế chỉ có 3.057% mà. So tax rate is cheaper, 3.05%. Bây giờ mua nhà từ giờ tới 27 tây thì cái năm đầu tiên không có cần trả cái phí khu vực. Wow. Rate as low as 4.75%. Cả nhà thấy sao? Anh thấy sao? Không có đủ tiền. Không đủ tiền. Phải mượn 400 mấy chục ngàn luôn.
Nhưng mà khu vực sao, nhà sao, giá sao? Like it, lắm hả? Thích ba cái này hả? Wow. Mấy cái cây sắt này làm gì hả? Làm cái band. Ah. Music band. Mm. Stage, music stage. Rồi đi mấy con ơi. Rồi nhà thì bữa tụi này có đi KD đó thì hồi nãy thấy đó là cái giá của KD là 1.600 square feet khoảng 250. Còn ở đây cũng 1.600 square feet mà nó tới 330.000. Thì giá ở đây nó mắc hơn. Nhưng tiền thuế thì nó rẻ hơn. À, và nhà ở đây thì họ chưa có cắt, họ sẽ cắt theo sự yêu cầu của mình. Chỗ này gần đường 99. Thì nó cũng dễ ra vô, nó giữa KD với Woodland. Thì nè, nếu ai mua nhà thì họ sẽ cắt lên theo ý muốn của mình nè. Thì nó cũng còn nhiều đất trống lắm. Nhưng mà giá thì hơi cao đối với mình. À, đến đây kết thúc video. Rất cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ. Xin hẹn ngày tái ngộ. Thank you so much for watching and supporting our channel. Until next time, bye bye.